Xin chào ba mẹ và các bé. Hôm nay cô Cảnh sẽ đọc cho các bé nghe câu chuyện Tiền tiêu vặt của bé trong bộ sách Em học quản lý tài chính. Đây là một chủ đề rất là thú vị. Thông qua những nhân vật ngộ nghĩnh trong câu chuyện, các bé sẽ biết được giá trị của đồng tiền, cách quản lý nên kế hoạch chi tiêu trong tương lai. Và mời ba mẹ và các bé hãy lắng nghe nhé. Em học quản lý tài chính, tiền tiêu vặt của bé. Lớp học của khỉ mắt to xuất hiện một bạn học sinh mới, Lừa Hoa. Lừa Hoa có một thói quen đó là thích tiêu tiền. Cô nàng rất hay khoe khoang với khỉ mắt to. Tớ có 3 cái hộp bút nận, một cái hình công chúa anh đào, một cái hình nàng tiên tuyết và một cái là cáp vì sao. Sau đó, cô nàng quay về phía heo con. Cậu nhìn này, trên đầu tớ có 4 cái cặp tóc với màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Heo con còn chưa đếm xong số cặp tóc trên đầu của Lửa Hoa, thì cô nàng đã dốc ngược ba lô, bày ra bao nhiêu là đồ ăn vặt. Các bạn nhỏ đều vây quanh, nhìn Lửa Hoa đầy ngưỡng mộ. Ai mà không thèm ăn vặt chứ? Nhưng chưa hết, Lửa Hoa còn giơ tay trái lên, hùng hồn nói: "Đây này, các cậu nhìn đi, mình đang đeo mẫu đồng hồ mới nhất đấy, nó có vô số chức năng thú vị nhé." Wow! Các bạn nhỏ chỉ biết há hốc mồm nhìn người bạn mới cảm thấy ngầu quá đi. Khỉ mắt to ngạc nhiên hỏi: "Lửa Hoa ơi, sao bạn mua được nhiều đồ thế?" Lửa Hoa kiêu ngạo trả lời: "Những thứ này đều là bà nội tớ mua cho tớ đấy. Tớ là cháu cưng của bà mà nị." Khỉ mắt to có vẻ không hiểu nói: "Tớ cũng là cháu cưng của bà nội mà. Nhưng mỗi lần tớ xin bà mua ít đồ ăn vặt, bà chẳng bao giờ đồng ý." Lửa Hoa chống tay lên eo, ra vẻ ta đây: "Tớ có tuyệt chiêu đó. Mỗi lần tớ xin bà nội mua gì, cứ phải quấn lấy bà cơ. Bà không đồng ý, tớ khóc thật là to. Nếu bà vẫn không đồng ý, tớ năn ra đất, chẳng thèm dậy. Bà hết cách, thế là phải đầu hàng, mua đồ cho tớ thôi. Hai chiêu này rất hữu hiệu, cậu cứ thử xem." Các bạn nhỏ khấp khởi, mang theo tuyệt chiêu của Lửa Hoa về nhà. Heo con khóc nháo nhào đòi mẹ mua cho bộ váy công chúa. Khỉ mắt to thì lăn ra đất, đòi bà nội mua cho bộ thẻ bài siêu nhân. Nhím xù thì khóc gào âm ĩ, đòi bố mua cho người máy vô địch. Gà chip thì nằm chổng mông ý ra, đòi mẹ mua cho truyện tranh. Thoáng chốc, mọi nhà đều nháo nhác. Các bậc cha mẹ đều cảm thấy bọn trẻ thật khó chịu. Ở quảng trường trung tâm, các bậc phụ huynh gặp mặt kể tội bọn trẻ. Đúng lúc này, có một nhân vật thần bí xuất hiện. "Xin chào các vị phụ huynh, tôi là Báo Hoa Mai, nghề nghiệp là quản lý tài chính." Nhân vật thần bí rất lịch sự chào hỏi mọi người. "Quản lý tài chính?" Mọi người hiếu kỳ quan sát chú Báo Hoa Mai khôi ngô nhã nhặn. "Đúng thế, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các vị. Tôi nghĩ tôi có biện pháp giúp các vị xử lý tình huống của con trẻ ăn vạ đấy." Chú Báo Hoa Mai mỉm cười nói: "Thật ư, ngài quản lý tài chính, vậy mong ngài mau mau chia sẻ phương pháp cho chúng tôi." Các bậc phụ huynh đều tràn đầy kỳ vọng hỏi chú Báo Hoa Mai. Chú Báo Hoa Mai thong thả đáp: "Biện pháp đó chính là cho bọn trẻ tiền tiêu vặt." "Tiền tiêu vặt?" Các bậc phụ huynh đồng thanh đáp. "Đúng thế, chính là để trẻ tự quản lý tiền của chúng." Chú Báo Hoa Mai nói tiếp: "Các bậc cha mẹ có thể cho trẻ một số tiền nhất định theo từng tháng hoặc từng tuần để trẻ tự mua đồ chúng thích." "Đúng vậy, bọn trẻ đang lớn dần, chúng cần mua nhiều đồ hơn. Chúng ta cho trẻ học cách tự quản lý chi tiêu sẽ tốt hơn là chúng quấn lấy, đòi chúng ta mua đồ cho đấy." Bà nội khỉ mắt to nói. "Nhưng quản lý tài chính, chúng tôi nên cho bọn trẻ bao nhiêu thì thích hợp?" Mẹ heo con hỏi. "Điều này ấy à, căn cứ vào thu nhập của từng gia đình, khả năng quản lý của trẻ cũng như mong muốn của bố mẹ
để đưa ra con số phù hợp. Chú báo Hoa Mai đáp, vì đó cũng là tiền quý vị vất vả làm ra. Có điều, tôi nghĩ dù là bao nhiêu đi nữa, thì bọn trẻ sẽ đều rất vui khi chúng tự quản lý chi tiêu. Chú báo Hoa Mai bổ sung, hoàn toàn đồng ý, có thể coi tiền tiêu vặt là món quà chúng ta tặng cho bọn trẻ con. Bố nhím dù nói, nhưng không thể cho không được thưa quý vị. Chú báo Hoa Mai cười nói, các vị có thể cho bọn trẻ nhận tiền tiêu vặt qua việc đóng góp một phần sức lao động để chúng hiểu rằng kiếm tiền không dễ dàng. Các bậc cha mẹ nghe theo lời khuyên của chú quản lý tài chính, lần lượt quay về bàn chuyện tiền tiêu vặt với bọn trẻ. Mẹ heo con nói, heo con ơi, từ ngày mai con đặt chuông đồng hồ, dậy đúng giờ, buổi tối làm xong bài tập, ngủ đúng giờ, làm tốt việc quản lý thời gian. Nếu con duy trì được thói quen tốt, mỗi tuần mẹ cho con 7.000. Số tiền ấy tự con quyết định mua gì, con có thể tiết kiệm lại cho đủ tiền để mua bộ váy công chúa. Nhưng nếu con ngủ lười thì tối không chịu ngủ sớm này, thì mẹ sẽ cắt số tiền tiêu vặt ấy. Thật hả mẹ? Con đi đặt chuông ngay đây, đảm bảo mai dậy đúng giờ. Heo con vui sướng nhảy lên, mơ về chiếc váy công chúa xinh xắn. Bà nội khỉ mắt to thì bảo, khỉ mắt to, con là một thành viên trong gia đình, lên làm chút việc phụ giúp gia đình nhé. Nếu con làm tốt, bà nội sẽ cho con 10.000 tiền tiêu vặt mỗi tuần, con tự mua đồ con thích. Tuân lệnh, thưa bà yêu quý. Khỉ mắt to vui vẻ đáp. Khỉ mắt to nghĩ, rửa bát, quét nhà, đổ rác, thu quần áo. Việc nhà nhiều thật đấy. Bố nhím xù nói, nhím xù, tuần nào bố cũng lái xe đưa con ra ngoại thành chơi. Khi về, xe bẩn quá. Nếu con cùng bố rửa xe, dọn xe, mỗi tuần bố sẽ cho con 8.000. Như thế, tự con làm ra tiền, đi mua đồ con thích, sẽ tuyệt hơn là nằm ra đất. Đòi bố mua đồ phải không nào? Nhím dù đỏ mặt, cậu gật gật, cảm thấy bố nói rất đúng. Gà mẹ bảo gà chip, chip ơi, mỗi tháng con thu dọn đồ chơi, quần áo cũ, sách vở cũ, cái nào không còn cần dùng nữa thì đem đến chợ đồ cũ bán đi nhé. Như thế, số tiền con kiếm được sẽ là tiền tiêu vặt của con, tự con quyết định chi tiêu như thế nào. Tuyệt quá mẹ ơi! Gà chip rất hưng phấn. Con sẽ tiết kiệm tiền để mua truyện tranh con thích nhất. Các bạn nhỏ bắt đầu hành động, mỗi bạn làm những công việc khác nhau để có được tiền tiêu vặt. Ngày nào heo con cũng chăm chỉ dậy sớm, đôi lúc cũng rất lười, nhưng đã khá hơn trước nhiều. Khỉ mắt to chăm chỉ làm việc nhà, tuy còn vụng về nhưng đã giúp được bà nội bao nhiêu là việc. Tuần nào nhím xù cũng ra ngoại ô với bố mẹ, sau đó rửa xe, dọn xe, tuy cả người bị ướt nhưng cậu nhận ra mình rất yêu công việc này. Tháng nào gà chip cũng thu dọn đồ cũ, thứ nào không dùng nữa thì mang tới chợ đồ cũ bán đi. Cậu nhận thấy phòng của mình gọn gàng hơn nhiều. Các bậc phụ huynh thở phào nhẹ nhõm, không phải đau đầu với bọn trẻ ăn vạ nữa. Bọn trẻ còn được bố mẹ mua cho lợn đất tiết kiệm nữa. Các bạn nhỏ nhìn vào lợn đất đầy tiền của mình, cảm thấy thật đáng tự hào. Một ngày nọ, Lửa Hoa lại bắt đầu khoe khoang với các bạn trong lớp. Nhưng lần này chẳng còn ai ngưỡng mộ Lửa Hoa nữa, vì các bạn nhỏ đều có tiền tiêu vặt rồi. Điều quan trọng là số tiền ấy lại do công sức mình bỏ ra mà có được, chứ không phải bằng cách lăn ra đất ăn vạ như Lửa Hoa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé vào những câu chuyện tiếp theo nhé.